Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc và sự hanh thông. Như quý vị đã biết, tuổi Tân Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 9 âm lịch, tuổi Tân Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 9, công việc của người tuổi Tân Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 9. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Tân Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 9 của người tuổi Tân Mùi sẽ tốt đến mức nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi 1991 mệnh lộ bằng thổ là người tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao, vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng nên cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sớm sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương, vất vả, nên voi sướng chó trong những giai đoạn đầu đời. Xem tử vi tháng Canh Tuất năm 2022, các bạn Tân Mùi đều đã có cuộc sống tự lập, tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp canh xương kim gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Tân Mùi trong tháng này, chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022, cuộc sống của Tân Mùi có khá nhiều biến động, gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu bạn vẫn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc bị điểm kém, khiển trách. Với nhiều người thì đây là thời điểm để bạn cọ sát với môi trường mới, hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử lý thích hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạn ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tuổi Mùi cho thấy, gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc ở tháng này, bởi ngoài thu nhập từ công việc chính, bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ, không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc ngoài giờ hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với nhiều người thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, nhờ điểm này mà mọi chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay.
Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, tuy nhiên cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ, như vậy mới có đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám, vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Người độc thân thường khá sụt sè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên, bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải vấn đề quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn sẽ phải phiền lòng giải quyết. Cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều lòng mình, kẻo khó được an ổn về tinh thần. Tổng quát tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 âm lịch và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 16, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 9 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 9, tức ngày 3 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 9, tức ngày 15 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 9, tức ngày 8 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 9, tức ngày 20 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Tân Mùi trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.